Cô xin chào tất cả các em. Nội dung của video ngày hôm nay cùng các em sẽ cùng nhau giải đề kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bài thi môn thành phần địa lý thuộc bài thi khoa học xã hội của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 2. Đề thi thì bao gồm 40 câu và là thời gian làm bài là trong 50 phút. Câu 41, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết ngành sản xuất gỗ giấy cellulo có ở trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây? A. Đà Lạt, B. Quy Nhơn, C. Buôn Ma Thuột, D. Huế. Thì chúng ta mở Atlas địa lý Việt Nam trang các ngành công nghiệp trọng điểm và ở đây họ đề cập đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là trang 22 và chúng ta sử dụng bản đồ công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Đây chính là ký hiệu của ngành công nghiệp sản xuất gỗ giấy cellulo và trong số các đáp án được đưa ra thì chúng ta thấy ngành này có ở trung tâm công nghiệp là Buôn Ma Thuột. Vậy đối với câu hỏi 41, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, Buôn Ma Thuột. Câu 42, biện pháp nào sau đây được thực hiện để bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng ở nước ta? A. Xây dựng và mở rộng các vườn quốc gia. B. Đảm bảo độ phì và chất lượng đất rừng. C. Trồng rừng trên đất trống đồi núi chọc. Và D. Là giao đất giao rừng cho người dân. Thế ở đây đối với rừng đặc dụng, mục tiêu của rừng đặc dụng đó là để lưu giữ và bảo vệ các nguồn gen quý hiếm, các cái hệ sinh thái và cái sự đa dạng sinh học. Vậy bây giờ biện pháp để thực hiện để bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng ở nước ta thì là xây dựng và mở rộng các vườn quốc gia, các khu bảo tồn tự nhiên, khu dự trữ sinh quyển. Đáp án A. Câu 43. Năng suất lúa của nước ta đang tăng lên chủ yếu do A. Sử dụng nhiều giống mới, phát triển hệ thống thủy lợi. B. Tăng cường chuyên môn hóa và dịch vụ nông nghiệp. C. Phát triển hệ thống thủy lợi và công nghiệp chế biến. Và D. Là đẩy mạnh thâm canh sử dụng thêm giống mới. Thì ở đây năng suất lúa tăng thì ở đây chủ yếu là do hai nguyên nhân. Nguyên thứ nhất là chúng ta đẩy mạnh thâm canh bằng cách là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm tăng năng suất lúa, từ đó tăng sản lượng trong cái điều kiện là diện tích đất nông nghiệp mở rộng thì còn hạn chế. Và biện pháp thứ hai là chúng ta sử dụng thêm nhiều giống mới cho năng suất cao hơn. Vậy tại câu 43, đáp án chính xác là đáp án D. Câu 44, tại sao đồng bằng sông Hồng cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành? Thế vấn đề đặt ra đối với đồng bằng sông Hồng là phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, giảm tỷ trọng của nông nghiệp, tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trong nội bộ từng ngành cũng có sự chuyển dịch tương ứng. Và mục đích chính của việc chuyển dịch cơ cấu theo kinh tế theo ngành đó là gì? Nó góp phần phát huy cái thế mạnh kinh tế của vùng, cũng như khắc phục những cái hạn chế và đồng thời là nâng cao vị thế của vùng, là vùng kinh tế trọng điểm, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và thứ hai là vùng mà có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước. Câu 45. Hoạt động khai thác thủy sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển hơn so với vùng biển Bắc Trung Bộ là do A. Đường bờ biển dài, B. Ít chịu tác động của thiên tai, C. Lao động có trình độ cao và D. Là có nhiều ngư trường lớn. Ở đây họ đề cập đến hoạt động khai thác thủy sản. Khi đề cập đến hoạt động khai thác thủy sản thì một trong những nguyên nhân quan trọng nó đó là chúng ta phải có được những cái ngư trường trọng điểm. Vậy, đối với duyên hải Nam Trung Bộ, điều kiện ngành khai thác thủy sản hơn phát triển hơn so với vùng Bắc Trung Bộ đó là do có nhiều ngư trường lớn và cụ thể là vùng này sát những ngư trường trọng điểm lớn của nước ta. Có ngư trường xa bờ là Hoàng Sa, Trường Sa, ngư trường gần bờ đó là Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, rồi Bà Rịa, Vũng Tàu. Câu 46, cho biểu đồ về sản lượng ngô của Myanmar và Philippines năm 2017, 2020 và 2021. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi sản lượng ngô năm 2021 so với 2017 của Myanmar và Philippines? Thế trong này chúng ta thấy xuất hiện những cái cụm từ khóa nhận xét là tăng gấp 2 lần, tăng ít hơn, tăng nhanh hơn. Thế đối với tăng gấp 2 lần thì chúng ta chỉ việc tính toán số liệu là ra. Thế tăng ít hơn, khi xuất hiện các cụm từ như là tăng ít hoặc tăng nhiều, có nghĩa là chúng ta phải tính cái chênh lệch về số liệu và phép tính ở đây nhận xét là chúng ta dùng phép tính trừ số liệu. Thế còn khi xuất hiện các cụm từ như tăng nhanh hơn hoặc tăng chậm hơn, có nghĩa là chúng ta phải tính ra tốc độ tăng trưởng. Vậy khi xử lý số liệu chúng ta sẽ dùng phép tính chia. Và sau khi xử lý số liệu trong câu hỏi này thì chúng ta thấy đáp án chính xác là đáp án D, Myanmar tăng nhanh hơn Philippines. Câu 47. Sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên và Sơn Đông Trường Sơn chủ yếu là do kết hợp của. Thế ở đây chúng ta học về sự phân hóa khí hậu nước ta thì chúng ta thấy là giữa Đông Trường Sơn hay nói cách khác là duyên hải Nam, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên thì có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô. Nếu như Tây Nguyên mà là mùa mưa thì Đông Trường Sơn sẽ là mùa khô và ngược lại.
Đông Tây Nguyên mà là mùa khô thì Đông Trường Sơn sẽ là mùa mưa. Và nguyên nhân chủ yếu ở đây đó là do sự kết hợp của các cái hướng gió là gió Tây Nam vào đầu mùa hạ, gió Tín Phong bán cầu Bắc và kết hợp của địa hình. Vậy đối với câu 47 thì các cái đáp án chính xác của chúng ta cho đáp án chính xác là đáp án C, hướng dãy núi Trường Sơn và các gió hướng Tây Nam, gió hướng Đông Bắc. Thì hướng dãy núi Trường Sơn ở đây là dãy núi hướng vòng cung đón gió. Thì hướng gió hướng Tây Nam ở đây thì điển hình nhất đó là gió Tây Nam bao từ xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương vào đầu mùa hạ, gió Tây Nam khô nóng. Và gió hướng Đông Bắc ở đây là của điển hình nhất đó là gió Tín Phong bán cầu Bắc. Câu 48. Trong những năm gần đây, tỷ trọng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của nước ta sang thị trường Bắc Mỹ tăng mạnh chủ yếu là do. Thì ở đây sang thị trường Bắc Mỹ. Bắc Mỹ ở đây của chúng ta thì chủ yếu là sang thị trường của Hoa Kỳ, của Canada và Mexico. Và trong đó thì Hoa Kỳ là một trong những ngư trường trọng điểm. Vậy nguyên nhân chính ở đây là do nước ta đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào đầu năm 1995. Nó làm cho cái cán cân thương mại và cụ thể là kim ngạch hàng xuất khẩu của nước ta sang thị trường Bắc Mỹ nói chung và thị trường Hoa Kỳ nói riêng tăng một cách nhanh chóng. Câu 49. Các loại hình giao thông vận tải nào sau đây ở nước ta có nhiều lợi thế trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới? Thế đối với quá trình hội nhập kinh tế thế giới thì chúng ta sẽ phải phát triển mạnh các cái hoạt động giao thông vận tải, loại hình vận tải mà đảm nhận cái vận tải quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hóa. Thì trong đó hai cái loại hình vận tải mà có điều kiện thuận lợi để phát triển nhất đó chính là đường hàng không và đường biển. Câu 49, đáp án B là chính xác nhất. Câu 50, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang giao thông cho biết cảng nào sau đây là cảng sông? A. Cảng Mỹ Tho, B. Cảng Chân Mây, C. Cảng Cái Lân và D. Cảng Nhật Lệ. Thế chúng ta mở Atlas Địa lý trang giao thông là trang 23. Câu hỏi là xác định các cảng sông. Thì dựa vào phần chú thích chúng ta thấy cảng sông là có ký hiệu mỏ neo màu đen, còn cảng biển là có ký hiệu mỏ neo màu xanh. Và trong các đáp án được đưa ra thì chúng ta thấy có cảng Mỹ Tho ở đồng bằng sông Cửu Long là cảng sông. Vậy đối với câu hỏi 49, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án câu 50, đáp án chính xác đáp án A, cảng Mỹ Tho. Câu 51, cho bảng số liệu về số lượt khách và doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch nước ta giai đoạn 2017-2021. Theo bảng số liệu, để thể hiện số lượt khách và doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch nước ta giai đoạn 2017-2021, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Miền, B. Kết hợp, C. Đường, D. Cột. Thì trong này chúng ta thấy là nó sẽ thể hiện hai loại, ba đại lượng. Đó là khách trong nước, khách quốc tế và doanh thu với hai đơn vị khác nhau và trong thời gian giai đoạn là 4 năm. Như vậy, biểu đồ chính thích hợp nhất trong câu hỏi 51 của chúng ta chính là biểu đồ kết hợp đáp án B. Và ở đây, cụ thể nhất, chính xác nhất là kết hợp giữa biểu đồ cột chồng và biểu đồ đường. Câu 52. Theo cách phân loại ngành công nghiệp nước ta có. Thì theo cách phân loại hiện nay thì ngành công nghiệp nước ta hiện nay thì có 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp, cơ cấu tương đối đa dạng. Câu 53. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp so với thế giới? Một trong những cái nguyên nhân quan trọng nhất làm cho cái năng suất lao động, làm cho cái thu nhập của lao động nước ta vẫn còn thấp so với thế giới và khu vực đó là do năng suất lao động của chúng ta vẫn còn thấp. Thì cái năng suất lao động thấp ở đây thì do nhiều nguyên nhân và một trong những cái nguyên nhân của nó đó là do trình độ lao động của nước ta thì còn chưa cao. Câu 54. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang các hệ thống sông cho biết sông Bến Hải đổ qua cửa biển, đổ ra biển qua cửa nào sau đây? A. Cửa Danh, B. Cửa Hội, C. Cửa Việt và D. Cửa Tùng. Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang các hệ thống sông. Đó là trang 10. Và câu hỏi đưa ra đó là sông Bến Hải thì đổ ra biển qua cửa nào sau đây? Thì chúng ta tìm vị trí của sông Bến Hải. Sông Bến Hải thì ở miền Trung và đổ ra biển là qua cửa Tùng. Vậy đối với câu hỏi này, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D, cửa Tùng. Câu 55. Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm. Thì khi nói đến tài nguyên du lịch nhân văn là những tài nguyên mà liên quan đến con người, do con người tạo ra và nó sẽ phát triển dựa trên tác động của con người. Thì trong các đáp án được đưa ra thì chúng ta thấy đáp án C là chính xác nhất. Tài nguyên du lịch nhân văn thì bao gồm có các di tích, lễ hội, ẩm thực và làng nghề. Câu 56. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang du lịch cho biết điểm du lịch nào sau đây thuộc tài nguyên du lịch nhân văn?
A Bến Ninh Kiều, B Cát Tiên, C Củ Chi và D là Bình Châu. Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang du lịch, đó là trang 25. Câu hỏi đưa ra là trong các đáp án được đưa ra thì điểm du lịch nào sau đây là thuộc điểm du lịch nhân văn? Và chúng ta tìm thứ nhất là Bến Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều thì ở Cần Thơ và ở đây là thuộc điểm du lịch tự nhiên, thắng cảnh. Tiếp theo là Cát Tiên. Cát Tiên của chúng ta thì nằm là vườn quốc gia. Như vậy là cũng thuộc du lịch tự nhiên. Điểm tiếp theo là Củ Chi. Địa đạo Củ Chi là nằm ở đây là địa đạo Củ Chi và đây là thuộc di tích lịch sử cách mạng, đây là du lịch nhân văn. Và cuối cùng là Bình Châu. Bình Châu là món nước suối nước khoáng nước nóng là thuộc du lịch tự nhiên. Vậy đối với câu hỏi này, đáp án chính xác của chúng ta đáp án C, Củ Chi, di tích lịch sử cách mạng. Câu 57. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang các ngành công nghiệp trọng điểm. Cho biết các nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đà ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ? Thế câu hỏi đưa ra chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang các ngành công nghiệp trọng điểm và cụ thể ở đây là ngành công nghiệp năng lượng. Và ở đây chúng ta có các nhà máy thủy điện mà được xây dựng trên sông Đà. Sông Đà của chúng ta thì có các nhà máy thủy điện, thứ nhất là có Sơn La, thứ hai là có nhà máy thủy điện Hòa Bình, đều thuộc Trung Du vùng núi Bắc Bộ. Vậy đối với câu hỏi này, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, Hòa Bình và Sơn La. Trong đó Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất, có công suất lớn nhất cả nước và Hòa Bình là nhà máy thủy điện có công suất đứng thứ hai. Câu 58. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang dân số. Cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các đô thị sau? A. Biên Hòa, B. Đà Lạt, C. Đồng Hới và D. Bảo Lộc. Chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang dân số là trang 15. Và khi nói về quy mô dân số thì chúng ta phải sử dụng cái phần ký hiệu ở phía các đô thị và cột bên trái. Và sau đó thì chúng ta dựa vào Atlas chúng ta sẽ thấy là gì? Biên Hòa là cái đô thị mà có quy mô dân số lớn nhất trong số các đô thị được đưa ra. Vậy đáp án chính xác trong câu hỏi này của chúng ta là đáp án A, Biên Hòa. Câu 59. Phát biểu nào sau đây đúng về ngành thủy sản của nước ta hiện nay? Thế ngành thủy sản của nước ta hiện nay thì một trong những cái đặc điểm quan trọng nhất của nó trong các đáp án này chúng ta thì đó chính là dịch vụ thủy sản ngày càng đa dạng. Và cái dịch vụ thủy sản này bao gồm có dịch vụ thủy sản phục vụ cho khai thác, phục vụ cho nuôi trồng, các dịch vụ thủy sản liên quan đến chế biến, các dịch vụ liên quan đến chế biến thủy hải sản và liên quan đến xuất nhập khẩu. Và mục tiêu của nó là hướng tới phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Câu 59 đáp án C. Câu 60. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Đông Nam Bộ ảnh hưởng đến việc phát triển cây công nghiệp đó là? Thì đối với tự nhiên của Đông Nam Bộ mà khó khăn tác động lớn nhất đến phát triển công nghiệp đó là mùa khô kéo dài. Mùa khô kéo dài và sâu sắc thì dẫn tới tình trạng là thiếu nước trong sản xuất, tưới tiêu cây công nghiệp. Như vậy trong đáp án này chính xác của chúng ta là đáp án C. Và để khắc phục cái tự nhiên này thì vấn đề quan trọng nhất đối với Đông Nam Bộ đó là phải đẩy mạnh phát triển thủy lợi và thứ hai là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Câu 61. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang hành chính cho biết Lâm Đồng tiếp giáp với tỉnh nào sau đây? A. Gia Lai, B. Phú Yên, C. Bình Thuận và D. Bình Định. Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang hành chính và đây chính là Lâm Đồng. Thì trong số các đáp án được đưa ra thì chúng ta thấy tỉnh Lâm Đồng thì tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận. Như vậy đối với câu hỏi 61, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, Bình Thuận. Câu 62. Thiên tai nào sau đây rất ít xảy ra ở đồng bằng nước ta? A. Bão, B. Lũ lụt, C. Hạn hán, D. Động đất. Thế thiên tai mà ít xảy ra ở vùng đồng bằng trong các đáp án được đưa ra thì đó là động đất. Vì động đất thì chủ yếu liên quan đến các vận động kiến tạo và vận động kiến tạo thì chủ yếu liên quan đến nội lực. Và cái thiên tai này thì thường xảy ra ở khu vực đồi núi, miền núi hơn là khu vực đồng bằng. Câu 63. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây của duyên hải Nam Trung Bộ vừa giáp Tây Nguyên vừa giáp với Đông Nam Bộ? A. Phú Yên, B. Khánh Hòa, C. Bình Thuận và D. Ninh Thuận. Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang 28 duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Và câu hỏi đưa ra là tỉnh nào của duyên hải Nam Trung Bộ thì vừa giáp với Đông Nam Bộ lại vừa giáp với Tây Nguyên? Thì đây chính là phạm vi ranh giới của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Và tỉnh mà vừa giáp với Tây Nguyên lại vừa giáp với Đông Nam Bộ ở khu vùng này đó chính là tỉnh Bình Thuận. Vậy đối với câu hỏi
63, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, Bình Thuận. Câu 64, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang công nghiệp chung cho biết ngành luyện kim màu có ở trung tâm công nghiệp nào sau đây? A. Bắc Ninh, B. Thái Nguyên, C. Phúc Yên, D. Việt Trì. Thì chúng ta thứ nhất là trước khi đọc cái trang Atlas này, chúng ta mở Atlas Địa lý trang 3 là trang các ký hiệu chung, và chúng ta tìm về ký hiệu của ngành công nghiệp luyện kim màu. Thì đây chính là ký hiệu của công nghiệp luyện kim màu. Và sau đó chúng ta quay về trang công nghiệp chung là trang 21. Và trong số các đáp án được đưa ra thì chúng ta có Thái Nguyên là trung tâm công nghiệp này có luyện kim màu. Vậy đối với câu hỏi này, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, Thái Nguyên. Câu 65, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang hành chính cho biết vùng nào sau đây ở nước ta có đường biên giới trên đất liền giáp với Campuchia? A. Đông Nam Bộ, B. Bắc Trung Bộ, C. Trung Du và miền núi Bắc Bộ, và D là Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang hành chính là trang 45. Câu hỏi đưa ra là vùng nào ở nước ta có đường biên giới trên đất liền giáp với Campuchia? Thì trong số các vùng đưa ra thì chúng ta thấy có Đông Nam Bộ. Vùng Đông Nam Bộ là vùng mà có đường biên giới trên đất liền giáp với Campuchia. Vậy đối với câu hỏi này, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, Đông Nam Bộ. Câu 66, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang kinh tế chung cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc tỉnh An Giang? A. Nha Trang, B. Vũng Tàu, C. Quy Nhơn và D. Long Xuyên. Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang kinh tế chung là trang 17. Câu hỏi đưa ra đó là trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc tỉnh An Giang? Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam và tìm về tỉnh An Giang. Và đây là phạm vi của tỉnh An Giang. Thì chúng ta có trung tâm mà thuộc An Giang đó chính là Long Xuyên. Vậy đối với câu hỏi 66, đáp án chính xác của chúng ta đáp án D, Long Xuyên. Câu 67, cho biểu đồ về diện tích một số cây ăn quả nước ta giai đoạn 2017-2021, đơn vị là 1.000 hecta, biểu đồ trên hiện nội dung gì? Thế chúng ta thấy mặc dù đây là biểu đồ đường, thế nhưng mà cái đơn vị vẽ lại là 1.000 hecta thì hiện cho diện tích. Như vậy là đối với câu hỏi này, đáp án chính xác chúng ta đáp án C, quy mô diện tích. Câu 68, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang các ngành công nghiệp trọng điểm cho biết vùng nào ở nước ta dưới đây có điều kiện thuận lợi để xây dựng nhiều nhà máy thủy điện bậc thang nhất? A. Trung Du gần núi Bắc Bộ, B. Đông Nam Bộ, C. Bắc Trung Bộ và D là Tây Nguyên. Thì chúng ta mở Atlas Địa lý Việt Nam trang các ngành công nghiệp trọng điểm và cụ thể là ngành công nghiệp năng lượng. Thế vùng mà xây dựng nhiều cái bậc thang thủy điện nhất đó là trên các một hệ thống sông. Chúng ta thấy xuất hiện nhiều nhà máy thủy điện với các cái vị trí khác nhau để gọi là các bậc thang thủy điện. Và như vậy thì Tây Nguyên là vùng mà có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng các cái bậc thang thủy điện, do đặc điểm địa hình ở đây là khu vực có các cái cao nguyên xếp tầng với các bậc độ cao khác nhau. Nó làm giảm cái chi phí xây dựng các cái nhà máy thủy điện của vùng. Vậy đối với câu hỏi này, đáp án chính xác là đáp án D, Tây Nguyên. Câu 69, ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ là? Thì khu kinh tế ven biển của Bắc Trung Bộ được hình thành chủ yếu là với mục đích của, thứ nhất đó là thu mạnh đầu tư nước ngoài, thứ hai là nó sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của vùng vì nó thường gắn với lại các cái trung tâm công nghiệp của vùng, và thứ ba là nó hướng tới sự phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, sản xuất ra các sản phẩm để mà thúc đẩy cái trao đổi hàng hóa trong nước cũng như là xuất khẩu ra bên ngoài. Vậy câu hỏi 69, đáp án chính xác là đáp án A. Câu 70, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự phân bố số lượng các đô thị ở Việt Nam? Thì sự phân bố các đô thị ở Việt Nam thì thứ nhất là chúng ta có nhiều đô thị. Tuy nhiên là cái đô thị nước ta thì phân bố không được đồng đều, và phần lớn đô thị của nước ta là các đô thị vừa và nhỏ. Vậy trong các đáp án được đưa ra thì đáp án D là chính xác nhất. Đồng bằng sông Hồng là có nhiều đô thị trực thuộc trung ương nhất. Cả nước thì có 5 đô thị trực thuộc trung ương, trong đó riêng đồng bằng sông Hồng thì đã có 2 đô thị trực thuộc trung ương, đó là Hà Nội và Hải Phòng. Câu 71, vị thế của giao thông đường biển nước ta sẽ ngày càng được nâng cao là nhờ? Thì nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển giao thông đường biển, và cái vị thế của giao thông đường biển nước ta trong tương lai sẽ ngày càng được nâng cao. Nguyên nhân chủ yếu quan trọng nhất là do xu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, nó nâng cao cái vai trò của giao thông đường biển, đó là đảm nhận cái vai trò quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Câu 72,
xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng sâu sắc. Thứ nhất đó là do mùa khô sâu sắc kéo dài. Thứ hai là mực nước sông hạ thấp làm cho cái xâm nhập của biển vào sâu trong đất liền. Cái mực nước sông hạ thấp ở đây thì nguyên nhân trực tiếp của nó sẽ là do nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong. Và thứ hai là chiều cường từ biển, nó sẽ làm cho tình trạng xâm nhập mặn ngày càng trở nên gay gắt hơn. Câu 73. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang vùng Bắc Trung Bộ cho biết chè được trồng nhiều ở tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ? A. Nghệ An, B. Quảng Bình, C. Thanh Hóa, D. Quảng Trị. Thì chúng ta mở Atlas địa lý Việt Nam trang vùng Bắc Trung Bộ là trang 27. Câu hỏi đưa ra là chè được trồng nhiều tỉnh nào? Thì cây chè được ký hiệu bởi cái ngọn bút chè gồm có hai lá và một cái nhánh ngọn. Như vậy chúng ta thấy đối với Bắc Trung Bộ thì chè được trồng nhiều ở tỉnh Nghệ An. Vậy đối với câu hỏi này, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, Nghệ An. Câu 74. Cho bảng số liệu về giá trị xuất khẩu nhập khẩu của Brunei năm 2017, 2020 và 2021 theo bảng số liệu. Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất khẩu nhập khẩu của Brunei giai đoạn 2017-2021? Thì cũng giống như nhận xét đối với bảng biểu đồ, chúng ta thấy xuất hiện các cái cụm từ khóa nhận xét đó là tăng chậm hơn, tăng nhiều hơn, tăng gấp 2 lần và tăng ít hơn. Thế nhiều hơn và ít hơn thì chúng ta chỉ cần tính chênh lệch, thế còn chậm hơn và nhanh hơn thì chúng ta tính tốc độ. Như vậy, sau khi tính toán thì câu 74 đáp án chính xác là đáp án C, xuất khẩu tăng nhiều hơn nhập khẩu. Câu 75, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ vùng đồng bằng sông Hồng cho biết hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh nào sau đây? A. Lạng Sơn, B. Quảng Ninh, C. Bắc Giang và D. là Thái Nguyên. Thì chúng ta mở Atlas địa lý Việt Nam trang Trung Du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng là trang 26. Câu hỏi là hồ Cấm Sơn, đây chính là vị trí của hồ Cấm Sơn. Và chúng ta thấy là trong bản đồ tinh tế thì hồ Cấm Sơn nằm hoàn toàn trong phạm vi ranh giới của tỉnh Bắc Giang. Như vậy, đối với câu hỏi này, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, Bắc Giang. Câu 76. Giải pháp nào sau đây là chủ yếu vừa để hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm, vừa khai thác hiệu quả các điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên? Và cái giải pháp quan trọng nhất là đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp. Thì cái đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp này nó sẽ vừa giảm cái hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm do cái thị trường xuất nhập khẩu cây công nghiệp thì nó ngày càng biến động. Và thứ hai là nó sẽ góp phần hiệu quả, khai thác hiệu quả hơn những cái điều kiện tự nhiên của Tây Nguyên dựa trên những cái lợi thế về tự nhiên khác nhau, phân hóa về tự nhiên. Câu 77. Ở vùng ven biển miền Trung, nước ta, đất đai bị hoang mạc hóa chủ yếu là do... Thế ven biển miền Trung thì đất chủ yếu là đất cát pha và cái đất đai thì bị hoang mạc hóa chủ yếu là do cái hiện tượng cát bay cát chảy và mùa khô kéo dài. Mùa khô kéo dài thì làm dẫn tới tình trạng hạn hán và cái cát bay cát chảy thì nó làm xâm chiếm ruộng vườn, làm hoang mạc hóa đồng ruộng. Đáp án D là chính xác nhất. Câu 78. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang vùng Đông Nam Bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết tỉnh nào sau đây có khu kinh tế ven biển? A. Bạc Liêu, B. Bến Tre, C. Trà Vinh và D. Sóc Trăng. Thì chúng ta mở Atlas địa lý Việt Nam trang vùng Đông Nam Bộ đồng bằng sông Cửu Long là trang 29 và ký hiệu về vùng kinh tế ven biển, đây chính là vùng kinh tế ven biển. Thì chúng ta thấy các tỉnh mà có khu kinh tế ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long thì thứ nhất có Trà Vinh, thứ hai có Cà Mau và thứ ba là có Kiên Giang. Như vậy là đáp án chính xác trong câu hỏi này của chúng ta là đáp án C, Trà Vinh. Câu 79. Ý nghĩa quan trọng nhất của các đảo và quần đảo đối với an ninh quốc phòng. Và quan trọng nhất ở đây là các đảo và quần đảo là hệ thống tiền tiêu để bảo vệ đất liền. Câu 80. Vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên đều có thế mạnh phát triển nông nghiệp đó là thế phát triển công nghiệp đó là đây là hai vùng mà có lợi thế phát triển lớn nhất. Trung lợi thế phát triển công nghiệp lớn nhất đó chính là thủy điện. Trung Du miền Bắc Bộ thì là vùng mà có cái trữ năng thủy điện lớn nhất cả nước do cái địa hình cao nhất cả nước và có nhiều sông lớn. Thế còn đồng Tây Nguyên thì là khu vực mà địa hình thì có nét đặc biệt là có nhiều cái cao nguyên xếp tầng khác nhau. Vì vậy nên là nó thuận lợi để mà xây dựng các cái bậc thang thủy điện khác nhau và tiết kiệm cái chi phí đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện. Như vậy là trong khoảng thời gian vừa qua, cô và các bạn đã cùng nhau giải đề thi thử của trường Trung học phổ thông Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Các bạn hãy nhấn kênh đăng ký kênh YouTube của cô để có thể theo dõi nhiều video chữa đề và cập nhật nhiều những cái đề thi thử cũng như là khảo sát chất lượng của các cái trường và các tỉnh hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.